Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong tập đặc biệt series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui cho cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và trước khi bắt đầu video thì mình mong là các bạn sẽ bỏ ra một ít phút thời gian vô cùng quý báu của bạn. Và đó là thời gian tuyệt vời và đó là thời gian mà các bạn sẽ nhấn vào nút like cho mình các bạn ha. Like cho mình, tuyệt vời ông mặt trời. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì các bạn có thể là đăng ký kênh như một cái chuông để mà nhận được những video mới nhất của mình nha. Đó sẽ là nỗ lực để mình làm theo nhiều video mới hay hơn. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Rồi, và ngày hôm nay là một tập đặc biệt khi mà chúng ta sẽ khám phá sự kiện mới, cũng như là mình sẽ mở những cái phần thưởng gọi là mình chưa mở, mình để dành cho các bạn luôn ấy. Mình tính là mình gọi là âm thầm mình mở rồi, nhưng mà nói chung là mình cũng phải đợi lên video. Và cho dù là chúng ta không được mở trực tiếp mà bây giờ là kiểu hết sự kiện rồi nó mới hiện ra, thì mình cũng sẵn sàng là chờ đợi các bạn, nên mình mong các bạn cũng sẵn sàng bỏ ra một chút thời gian để nhấn like cho mình. Mình vui lắm đó các bạn, có biết là mình vui cái nào đâu. Đấy, nhấn vào đi, đó là mình biết mình vui như nào à. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là mở những phần quà mà ở trong gọi là sự kiện Arena trước nha các bạn. Đây là một chú rồng, VIP mì thích Underground. Đó là Under ngọn núi các bạn ạ. Đấy, chắc là Under Sơn đó. Và đây thì mình đã lấy được cái gọi là, nói chung là bơ, tiếp tục là một cái Reaper. Và đó là Reaper thứ tư các bạn ạ. Nếu mà tính luôn cái Reaper mình lắp rồi thì là Reaper thứ năm nha các bạn. Ok, free hết cả, cày chay là lấy hết cả các bạn nha. Đó. Wow, rồi ok, nói chung là coi cho qua thôi các bạn. Và 75 mảnh của chiếc rồng này ở một cái mức là 8. Thì mình đã lấy được ở mức 26, nên mình nghĩ là chúng ta sẽ đổi được khoảng tầm là 4 lần các bạn ạ. Tức là được có 3 lần thôi, là lên 21 các bạn ạ. Đấy, ok, và đó là kiểu mà ba lần 21 đấy các bạn. Đấy, và bây giờ mới là lúc chúng ta thử xem là mình có vận may như thế nào với lại lượng Legend Soccer hay là Legend Off. Thì nói thật ra các bạn luôn, mình muốn là ra được lượng bình trend nhiều hơn nha. Bây giờ mình đang rất là cần bình trend luôn các bạn ạ. Bởi vì các bạn thấy rồi, cái cập nhật đang gần kề tới, đe dọa chúng ta phải gọi là vô cùng khó khăn trong việc là đầu tư cho những chú rồng, đặc biệt là chú rồng gọi là cấp 10. Nên là bây giờ mình cần rất là nhiều bình trend legend. Mình sẽ lấy bình trend và mình sẽ trend sớm qua những mảnh của chú rồng Green Vampire. Nếu không quá muộn màng thì chúng ta chỉ biết là chờ đợi mỏi mòn một lần nữa, mà có khi khó hơn, có khi là không biết chờ tới bao giờ nữa các bạn. Cho nên là Umplacible 26 cái chia đôi thì có khoảng tầm là 13 lần mở. Thì 13 lần các bạn đoán xem là bình nhiều hơn hay là off nhiều hơn nha. Mình thì không đoán nhưng mình cầu mong là bình nhiều hơn. Ok, phát đầu tiên chúng ta mở ra được. Trời ơi, tại sao lại là 10 off? Trong hoàn cảnh bình thường thì chúng ta gọi là rất là vui khi mở được 10 off, nhưng mà bây giờ mình đang cạnh bình. Ra đi, mới gọi là 1-0 rồi các bạn, chưa có quyết định thắng thua được điều gì đâu. Lần này sẽ ra bình, gỡ lại một đều đi, đừng có 2-0 nha. Một đều, yes, có được 10 bình rồi. Không lại tỷ lệ 50-50 nhờ. Đâu rồi, cái gọi là off tiếp theo, nâng tỷ số lên là, trời ơi, 2-1 dành cho gọi là off nha các bạn. Mình bắt đầu thấy là cái bình này người ta cho vào là cho cơ hội là tỷ lệ thấp rồi. Tỷ lệ cao đi, ra bình đi, hai đều, wow, hai đều rồi các bạn nhá. Trời ơi, nó phải là như vậy. Ok, phát này bình dẫn trước nè, lên bình. Quá đúng là bình dẫn trước luôn, yes, 3-2. Không biết các bạn thế nào nhưng mà mình đang rất là phấn chấn là 4-2 luôn đi. Đấy, tới bến luôn anh ơi, đừng có 3 đều nha. Ui giời, 3 đều các bạn nhá. Không lẽ nào là 50-50 thiệt các bạn. Mình nghi lắm, phát này hình như là ra off rồi các bạn. Phát này ra off rồi. Ui giời ơi, biết luôn, trời ơi, 4-3. Thôi, xong rồi, phát này gỡ lại đi. Còn quá xa là hết gỡ các bạn ạ. 4 đều, trời ơi, quá kịch tính các bạn ạ. Còn chỉ còn lại khoảng tầm là hình như là 5 phát thôi các bạn. Còn lại khoảng tầm 5 phát thì không biết là tỷ lệ sẽ là như thế nào. 4 đều rồi. Ok, và lần này là tỷ số nâng lên là, trời ơi, lại là 5-4 dành cho off rồi các bạn ạ. Sao vậy? Không thể nào, không chấp nhận được. Nào, 5 đều đi,
năm đều, ui. Mình thấy bắt đầu thấy là vui vui rồi. Nhưng mà trong cái hai cái này phải có một cái nhiều hơn các bạn, phải có một cái chiến thắng. Giờ mình cho các bạn đặt lại đấy. Ok, thì nói chung là 13, cho nên là cuối cùng sẽ có một cái 7, một cái 6 nếu như trường hợp mà cứ mở kiểu kiểu như thế này. Đấy. Còn không thì một cái nó sẽ gọi là ăn lên trọn vẹn luôn. Thì tỷ lệ cái nào nhiều hơn các bạn đoán xem. Các bạn đặt được chưa? Các bạn like chưa? Rồi, thế thì gọi là mình sẽ mở nha. Năm đều đúng không? Ok, phát này sẽ là... Ui giời, rồi, xong, thua rồi các bạn ạ. Hay là thua rồi. 6 năm rồi. Không thể nào, nếu mà phát này mà ra một lần off nữa thì chắc là thua thiệt các bạn ạ. Không có gọi là... Nào đâu. 6 đều, 6 đều. 6 đều, wow. mình không thể nào mà gọi là đoán chừng được cái tỷ lệ này là nó 50-50 thiệt sự các bạn ạ. 6 đều rồi. Nhưng mà nếu như theo cái tỷ lệ mở thì phát này nó phải ra off. Nhưng cũng có thể là ra bình. Trời ơi, cái tỷ lệ cái chưa bao giờ mình thấy được cái sự là thắng thua nó trong gang tức là cái cuối cùng nó sẽ quyết định như vậy. Thậm chí là mình nghĩ là nếu như mình đánh lên 28 thì chắc là mình sẽ mở ra gọi là 7 đều các bạn. Nhưng lần này phải có một người chiến thắng thôi. Và người chiến thắng mình xin chúc mừng cho những bạn đã có sự gọi là linh cảm thần kỳ nhà tiên tri vũ trụ chừng dừng. Có lẽ nào chính là nó. Bạn đã đoán vật phẩm đúng, đó chính là no, đó là gọi là Orb Legend. Mình đoán là có rất là nhiều bạn đoán đúng, bởi vì đơn giản là các bạn đoán ngược lại mình để mà xem mình gọi là không mở ra đúng thì mình trở thành chúa hề thôi. Ok, và mình đã hoàn thành xong gọi là run bua, mà thế nào nó lại hiện lên run gọi là thời gian các bạn ạ. Mình thì nhận thêm được 30 Orb Legend và 25 Orb Heritage, gọi là 30 trái cây. Đấy, có môi trường đánh mới đấy. Thấy Orb gọi là bây giờ thấy Orb Legend cũng bắt đầu dễ kiếm rồi. Thì bắt đầu nhà phát hành mới định là ra một cái lượng Orb mới là Orb gọi là Mythical đấy. Bởi vậy, hảo hảo chua cay các bạn ạ. Được, hảo hán, hảo hán. Ôi, môi trường nâng cấp môi trường lá các bạn ạ. Ôi giời, đến rồi sao? Quantum Ghost. Trời ơi, rồng lượng tử mà bây giờ là bắt đầu là có lượng tử Super Saiyan luôn ạ. Và có thêm huy hiệu mới đấy các bạn. Huy hiệu này là huy hiệu để lấy skin cho chú rồng là... tất nhiên các bạn biết rồi đó, chính là skin cho chú rồng Oscar Titan các bạn ạ. Ok. Và có một cái tin rất là sốc nữa nha các bạn, gọi là nãy giờ ngồi xem mình mở cái rương một cách vô tri và nói chung cũng qua được một khoảng thời gian là đâu đó cũng được gần 10 phút các bạn ạ. Thì chúng ta gọi là có một cái tin tức rất là hot luôn các bạn nha. Đó là nữ đệ tử của mình đã bắt đầu dấn thân vào con đường làm YouTube rồi các bạn ạ. Và cũng gọi là làm YouTube về Rock City. Đôi khi thì có thể là liên quan tới game và Liên Quân. Nhưng mà cái vấn đề ở đây chính là nữ đệ tử của mình đã tái xuất rồi các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ gọi là có thể đi sang và ủng hộ kênh cho cô ấy nha các bạn. Thì các bạn có thể là bấm vào trong phần mục kênh của mình, bấm qua phần kênh và chọn vào tên kênh có tên là Bé Rùa Lõ Rock City. Emotional damage. Thì chúng ta sẽ gọi là bấm vào đây và ta-da, chúng ta có một video Rock City kỷ niệm đặt tên cho bé rồng nhà rùa. Bé rồng nhà rùa các bạn ạ. Thì đó là nữ tử vô tri đặt tên cho rồng, vô cùng thú vị. Thì nếu như các bạn có theo dõi những cái video của mình từ ngày xưa rồi thì nữ tử của mình cũng đã đồng hành với mình rất là lâu rồi, khoảng thời gian là cũng nói chung là hơn 4-5 năm rồi. Thành ra là bây giờ mình rất là mong các bạn có thể là ủng hộ cho gọi là hai sư đồ nhà mình nha các bạn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Lạc Lạc đấy các bạn, là Lạc ngày xưa đấy. Thì có gọi là video với voi nữ nha các bạn. Wow. Nói chung là có sâu giọng, có đặt tên, có ok luôn các bạn các bạn. Vào chúng ta xem như là một cái video giải trí để mà gọi là thư giãn cuối tuần thôi. Ok, thì các bạn có thể là vào kênh của Bé Rùa để mà đăng ký kênh cũng như là xem video kỷ niệm và chờ đón những cái video tiếp theo sẽ về một cái series trở lại từ đầu nha các bạn. Và mong là các bạn sẽ có thể là vừa xem vừa giúp đỡ cho gọi là nữ đệ tử của mình. Quá chuẩn luôn. Sẽ gọi là đi khám phá những cái sự kiện tiếp theo nha các bạn. Wow.
mình đang muốn là xem cái lượng bình của mình bao nhiêu, không biết là bắt đầu là đã cập nhật cái mới chưa, cập nhật cái đấy thì mình không thể nào trở tay kịp các bạn. Cho nên bây giờ chúng ta phải tính toán nhanh các bạn ạ. Nếu như không nhầm thì bây giờ chúng ta đang có rất là nhiều sự kiện mới của ngày Black Friday để mình kiểm chứng nha, để mình kiểm tra chứ. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là nâng cho một chú rồng lên để mà lấy cái lượng con xanh trước các bạn. Đấy, lấy con xanh đầu tiên nè, đó. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào trong cái một sự kiện có rất là nhiều cái gì đây, rất nhiều cái sự kiện mới các bạn nha, liên quan tới huy hiệu của Black Friday. Black Friday, ok, ra là bắt đuôi cái gì đây, cái gì nhìn mà ảo ma Canada vậy. Trời ơi, gọi là trứng của rất là nhiều chú rồng đã được thành hình các bạn ạ. Trứng Hagrid thì đứng ở giữa, mặc dù là chú Hagrid nhiều khi cũng không có ngờ bằng những cái trứng, quả trứng kế bên này các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có là chú rồng trứng Vampire, trứng Titan, trứng Corruptic nè. Trứng này là Redemption, trứng này là của gọi là Eternal, trứng này là của Ascension of Me, trứng này của Duo và trứng này của Kama. Trời ơi, sao trứng nào cũng màu đỏ vậy? Đỏ đen các bạn ạ. Ồ, có trứng màu gọi là đỏ đậm đây nè, kiểu giống vậy các bạn, cũng màu kiểu vậy, chắc là cái màu đặc biệt, nó màu hoàng gia đấy các bạn ạ. Ok, và đây là ôi nhìn rất là ghê luôn các bạn, nhìn khá là cái gì đó khá là ghê, nhưng trong khi rồng lượng tử thì chủ yếu là để khắc chế những chú rồng Kama thôi đấy, nên khả năng là chúng ta chỉ biết vậy rồi đến rồi các bạn ạ. Arena round 23, round về mặt đất thì chắc là phải có hệ đất mà đánh được các bạn, giống như kiểu round vừa rồi. Wow, và cũng có luôn, yes. Đây rồi, tiếp tục cho chúng ta là cái phần thưởng, nói chung là cũng thu hoạch là off và thu hoạch bình. Đấy, không biết là sau mà nếu cập nhật tới thì có được nâng lên bình với bí tích không, chứ còn là bình này và off này sau này là chúng ta vẫn xài nhưng mà không có xài nhiều tiện dụng được cái việc mà trend qua cho những chú rồng, đặc biệt là cách 10 các bạn ạ. Nhưng mà tại vì cái meta hiện tại thì nói chung là cũng không hẳn là phụ thuộc vào cách 10, có những chú rồng cách 9 vẫn rất là ngon, cho nên là mình chỉ tranh thủ trend nhanh qua chú rồng Ruby thôi. Còn sau chú rồng Ruby thì gọi là chúng ta có thể là chấp nhận cày lại off mi thích lại các bạn ạ, bình trend mi thích nữa. Đấy, thì đây sẽ là một chú rồng VIP Mythic là một Mythic nói chung là kiểu là tổng đàn các bạn ạ. Rất là nhìn giống khuôn của Lich God nhưng mà thuộc về là thiên thần. Yes, có skill đặc biệt là hồi máu hay là gì đấy nữa thì chắc là đối chọi với Lich God rồi. Nhưng mà đây chỉ là một chú rồng VIP Mythic bình thường thôi các bạn, cách 10 bình thường á, trong dàn VIP Mythic. Ok, và vẫn có là một cái bơ lưỡi hái tử thần, cho nên chúng ta vẫn sẽ cố gắng lấy free, không bỏ sót cái bơ lưỡi hái tử thần nào nha các bạn, để mình có thể lấy được. Và đây cái gọi là sự kiện mà đang mong chờ để chúng ta có thể là tranh thủ là đây, em bao gồm Happy House một lần gọi là một tuần các bạn ạ. Mình nghĩ đây là cái sự kiện gần như là kiểu mà bảo là cuối cùng để cho chúng ta tranh thủ off gì đó hay có cái gì đó nâng lên hết đi, chứ đợi mà qua sự kiện này rồi nhiều khi là không nâng được bằng gọi là off legend nữa đâu. Đấy, nên tranh thủ sự kiện này mình làm gì làm nốt luôn nha các bạn. Mình thì mình cũng lo là sự kiện thì biết là một tuần rồi, mà không biết là có cho chúng ta đúng một tuần rồi sau đó mới gọi là cập nhật vô sau không, chứ mà đang gọi là đây mà tự nhiên cập nhật vô sớm cái là lỗ hết kế hoạch luôn các bạn ạ. Thành ra là chắc là mình sẽ bỏ hy sinh ra một ít game nhưng mà chúng ta kiểu mà an tâm hơn. Từ ngày 2 tới ngày 9, một tuần luôn các bạn ạ, một tuần Empower. Yeah, đấy là biết là Black Friday đấy. Ngoài ra thì sẽ có thêm một số những sự kiện liên quan tới Black Friday nữa như là Shop Off nha các bạn. Shop Off hiện tại chưa có đâu, nhưng mà trong sự kiện Black Friday sẽ có nha các bạn. Kể cả là chắc là kể cả là off ở trong đây cũng sẽ được bán khá khá. Và trước thì nói chung là bán âm thầm những rồng Kama không có trong sự kiện, nhưng mà không biết là giờ trong sự kiện có bán gọi là bán chính thức Kama không. Bán off thì mua mấy chú rồng kia thì chủ yếu mua bằng off rồi summon thôi. Đấy, nên kiểu vậy các bạn ạ. Sao lại vậy, không cho luôn hai cái sự kiện gọi là vừa summon vừa empower hết một tuần nữa nhỉ, để chúng ta gọi là biết rằng là tranh thủ đi, có gì tranh thủ đi, xong là không còn nữa đâu. Đó, trời, kiểu vậy các bạn. Wow, và có gọi là Divine Bat mới thì như các bạn cũng đã thấy rồi. Divine Bat mới
Ok, các bác chúng ta phải làm nhiệm vụ không bỏ sót rồi các bạn ạ. Đây, cái huy hiệu Orcus các kiểu đây các bạn ạ. Chúa hề rồi có sức mạnh, gọi là đây là sức mạnh. Nói chung là nhìn thì chúng ta có liên tưởng đến chúa hề, nhưng mà đây thì gọi là hung bạo hơn nha các bạn. Quá ghê gớm. Ở đây mình đếm xem là có bao nhiêu huy hiệu free của cho mình nào. Đây đây, 2 nè. Đó, wait, đừng nói là ít nha. Ủa gì vậy? Sao lại, trời ơi, sao lại lẻn vô huy hiệu này vậy? What? Nắm cái huy hiệu gọi là Orcus nè. Tiếp tục là 3 nè, không lẽ là... Ôi, 10. Thôi ôi, ta nói đau lòng thiệt sự các bạn. Tự nhiên không có cái gọi là cái huy hiệu Orcus này vào 10 cái, làm chúng ta gọi là chỉ còn lại có đúng 10 cái của cái huy hiệu sự kiện gọi là đây luôn các bạn, sự kiện Orcana luôn. Trời ơi, sao vậy? Đáng lẽ cho vào thì cũng đừng có giảm cái tỷ lệ chứ. Bình thường ít nhất trong cái này các bạn cũng phải là 15-16 cái. Giờ cho hơn 10 cái huy hiệu này vào mà giảm lại cái này còn 10 cái. Trời ơi, không biết là ai mướn luôn các bạn ạ. Ok, không sao, nếu mà vậy thì chúng ta xem thử là rương bên kia có gì ngon không, rương skin bên đây có gì ngon không. Sự kiện Black Friday trong vòng là 34 ngày. Thế ra mình cũng nghĩ mình lười lấy cái sự kiện, lấy cái skin rồi này các bạn. Lấy thì đẹp đấy, nhưng mà kiểu chúng ta lấy xong rồi, chúng ta không đầu tư rồi sau cứ gặp cái rồng này mà cứ hai khiên rồi đánh mình nó vậy á, cứ máu trâu mà hai khiên á. Ôi. Nhưng mà chắc là muốn lấy mà lấy không được. Ok, cái này thì chắc là mở bát thì chúng ta mới có nhiều cơ hội hơn nha. Ok, cái mốc đầu tiên của cái rương này, rương nhìn ghê vậy là mảnh. Mảnh. Mảnh các bạn nha. Ok. Cái rương thứ hai, ủa cái gì? Rương độc, rương bạc các bạn. Rương bạc thì chắc chắn là có 25 off và 2 off skirt titan và một cái bơ bất kỳ dòng đây. Có thể là đam máu, bơ hồi sinh hay là bơ gọi là lưỡi hái tử thần các bạn ạ. Nói chung là 25 off này thì kiểu mình có chú rồng này rồi nên mình cũng không có là ham về việc là lấy thêm đâu các bạn ạ. Nhưng sao, kiểu mà chúng ta có huy hiệu thì mình cứ đổi thôi. Và cái rương xịn sò, chắc là rương này xương xịn sò là rương lửa đấy các bạn ạ. Thì rương lửa gì mà rồng VIP đâu, Harry VIP đâu, đâu rồi, đấy Harry VIP đâu, đây toàn Harry gọi là bình thường các bạn ạ. Nào, sẽ hai chú rồng gọi là có skill đặc biệt, nhưng một trong những đó là phải cành đá, rồi chú rồng còn lại thì cành cái tỷ lệ đánh trúng cho qua luôn, cũng vậy luôn. Ôi, ôi, trời ơi, rương chỉ là rương mà chắc chắn mở ra một chú rồng Harry bình thường thôi mà gọi là lấy cái móc cáo này rồi mà lấy của mình hết 10 cái slot ở trong cái kia rồi. Thôi còn đây là có thêm một chú rồng là hai cái tay thành nữa. Và đây thì sẽ là lấy skin nữa các bạn, lấy skin siêu nhân thiết giáp chiến xa thần kỳ các bạn nha. Thì hình như là trong cái sự kiện này cũng sẽ có thêm huy hiệu ở trong cuộc đua Heroic. Đua Heroic nhiều thì cũng khả năng là nhiều. Đây thì các bạn chúng ta gọi là đánh giá cái sự kiện như thế nào, nhưng mà mình thấy nhiều khi không có bằng cái sự kiện mà hồi đó lấy cái skin của chú rồng gọi là view điều, như bạn thấy rương view điều còn ngon hơn á. Trời ơi, vậy là một điều chúng ta có thể nói là anh chàng hai Orcus Titan mãi nhỏ các bạn ạ, mãi nhỏ rồi. Ok, không biết là còn gì đúng không ta. Đấy, giờ thì chúng ta xem trong sự kiện là còn sự kiện gì mới nha các bạn. Rồi, chắc là hết những sự kiện mới trong đây rồi. Ta sẽ bấm vào trong cái sự kiện mà mình đang tham gia ở bên đây. Thì chủ yếu là mình lấy được mấy móc này rồi. Móc kia thì hên xui thôi, nhưng mà thiếu hai cái quyền trượng magic lận các bạn ạ. Nhưng mình thì đi mình lấy gọi là off Arcana. Nói chung là cái huy hiệu Arcana là chính thôi. Ok, chắc mình mở được móc này là cũng ok rồi đấy. Bây giờ mình muốn biết là cái lượng bình của mình là bao nhiêu để mình còn thi triển kế hoạch các bạn ạ. Thi triển cái sách của chúng ta xem nào, trên nè. Ồ, 285. 285. Nói chung 285 thì cũng không phải là ít mà cũng chưa có đủ, nhưng mà vẫn tranh thủ được các bạn. Có lẽ mình sẽ tiên hạ thủ Di Cường bằng cách là mình qua bên hai nick
kiểu mà chúng ta đang có nhiều bình đó là nick Rico và nick Hikino để chúng ta phân tách, nâng cho chú rồng Rudy lên sao là chúng ta phân tách ra sớm và train qua sớm cho nó gọi là an tâm đi. Nó sẽ tốn công sức và game một nhiều một chút nhưng mà nó đỡ mình là nó an trí cho mình hơn. Còn bên kia thì bên nick bên kia thì dù sao chúng ta cũng chưa có đủ cái lượng bình để ta train qua. Nếu có thì mình cũng train xương xương đấy các bạn. Chung là bên kia nếu mà mình cách lại bình thì sau này vẫn còn train được cho những chú rồng cách chính như là Redemption qua thì vẫn có thể để đó được, có thể để đó. Thì trước mắt là hai nick kia đã các bạn ạ. Cái nick kia thì chúng ta cứ để gọi là từ từ rồi nâng cho chú rồng khác thì bên kia cũng đã 3 sao rồi. Ok, kế hoạch là sẽ như vậy rồi. Giờ lấy cái gọi là lấy mấy cái vật phẩm đây luôn. Cái vật phẩm kia là mình không có ý định là kia rồi đấy, không có ý định mở ra được nên thôi chúng ta lại tiếp tục như vậy nha các bạn. Đó. Ok, kế hoạch chúng ta lấy thêm cái huy hiệu Orcana đã có nha các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái đường để mà mình đi lấy huy hiệu Orcana nha. Đấy, rồi, mở ra nào. Ta-da. Ui. Chú rồng ngào bong bóng tình yêu các bạn ạ. Và bên đây nữa. Trời ơi, ủa đây có gọi là hình như là mình may mắn nè. Vẫn là tiếp tục là off legend các bạn ạ. Ở đây thì phần thưởng chắc cứu. Đây bơ gọi là đam bơ máu 50 off legend. Đấy ok. Phần thưởng chắc cứu thì mình cũng chắc cứu rồi. Đó. Và giờ thì bên đây thì mình thì chưa có ý định là nâng sao bên đây. Trừ khi mình chưa có chú rồng gọi là Orcana kiểu chúa hề hay là chú rồng Orcana Hermit. Trời ơi, cái sự kiện ta không tranh thủ trong đây nha. Ôi cái gì đây? Off hơi bị nhiều luôn các bạn kìa. Một k 3, một cành 1k 4 off legend rồi. Off và Harris thì được cành 1k 8. Cành 1k 8 rồi mình cho lên k 8 luôn đi. Các bạn biết đâu ngày hôm qua mình mở cái rương này á, mình mở cái rương này tầm 3 rương nha. Hai cái một cái rương đầu á thì mình ra 10 game mà hai cái rương sau mình ra 50 game. Đấy là lý do mà tại sao các bạn thấy cái game mình đột nhiên nó thấy nhiều hơn xíu không? Thì mở như vậy ra mình bất ngờ lắm các bạn ạ. Ok, cái lối đi của chúng ta sẽ là như này. Đầu tiên là mình sẽ tranh thủ chúng ta lên lắp 5. Lắp 5 thôi, mình lấy 5 cái hiệu trong đây. Đó, và sau đó mình sẽ tham gia sự kiện và mình sẽ lấy thêm 10 cái hiệu trong đây. 10 thì các bạn chúng ta cứ đi như thế này. Chúng ta đi gọi là chú rồng sói đen này nha. Đấy, các bạn đi lên trên đây và lấy chứ bạn, các bạn cứ lấy cái chìa khóa này trước nha. Đấy, rồi sau đó ta đi lên chú rồng này. Đi lên chú rồng này xong rồi các bạn gọi là lên đây lấy 5 cái hiệu này rồi các bạn dừng lại tại đây để chúng ta gọi là uống tách trà. Thì chúng ta dừng lại tại đây để mà đợi chú rồng này ra nè. Nói chung là không biết chú rồng bên các bạn có phải giống chú rồng mình không, nhưng mà cứ là chú rồng đang ở bên phía bên này nè, đó đang gọi là chờ thời gian á, thì chúng ta sẽ đi chú rồng này lên trên đây và lấy cái này. Thì cái chỗ này nó cũng không có xa đâu các bạn, mình đã xem qua bản đồ rồi, hai cái này hợp lại thì tốn của chúng ta đâu đó tầm 5k 4 hay 5k 5 con thôi. Thì đâu đó nếu mà chúng ta gọi là hình như là 3k kiểu mà 3k 8 hay là gần 4k gì đấy. Mình thì nhớ là đi bên chú rồng này là 400 nè. Đó, đi bên chú rồng này là kiểu mở lên chìa khóa là 400, rồi đi bên chú rồng này lên đây là 400 là 800. Và lên đây thì kiểu là 3k mấy. Đấy thì chắc là cũng tầm 4-5k gì đấy. Mà sự kiện này nếu các bạn tham gia đầy đủ và xây quảng cáo để dư sức nha. Đấy nên là mình sẽ lấy 10 cái hiệu này. Kể cả là những nick khác mình cũng sẽ lấy 10 cái hiệu luôn. Những cái khác thì mình chắc cũng không cần xây quảng cáo nếu mình thu đầy đủ. Thì mình ở đây mình lấy 10 cái nè. Đấy là xong, chúng ta gọi là tiếp tục sẽ có thêm một cái rương Orcana ở đây. Ok, 15 cái là sẽ có thêm một cái rương Orcana đây nha các bạn. Sự kiện đi qua nhiều rồi. Thì mới thấy được là cái độ khó khăn của cái sự kiện ở mốc cuối nha. Đấy, nhất là cái việc mà không có cái huy hiệu đánh ở trong cái rương clan. Nên là khả năng chúng ta nếu mà không được, nói chung là không có lấy được cái... Ôi, một đôi móc kia thì đang chịu các bạn. Nói chung là cũng buồn, mình chưa có cái cập nhật cái nữa, ba mùa rồi các bạn ạ. À, xem nè, nếu có là mình phải có cái bản beta trên đây rồi. Mình mất biết bao nhiêu là off, biết bao nhiêu là phần thưởng ngon lành cành đào rồi các bạn ạ. À, đây nè, mấy cái gọi là cái ba lô dưới này không có trong mình bị thiệt mấy mùa đó. Nhưng mình biết là cái beta nó sẽ đến, nếu mà game đã chấp nhận cập nhật từ từ như vậy rồi thì sớm muộn nó sẽ đến thôi, nhưng mà nó đến chậm thì mình lại lỗ phần thưởng các bạn.
Nhưng mà không sao, ít ra thì mình gọi là right now mình cũng gọi là cố gắng lên Master 3. Nhiều bạn thì chúng ta không có được như vậy, nên thành ra các bạn có thể lấy được những phần thưởng ở bên dưới là cũng ngon lắm rồi các bạn. Ok, và đoán xem là chúng ta sẽ có những ai đây. Lát nữa nha các bạn, lát nữa đi. Mà hình như là mình có phân tích xong cái kế hoạch của chúng ta rồi không các bạn? Đấy, thì chúng ta lại tiếp tục sẽ có thêm một cái tràng mở rừng sảng khoái không nào. Đấy, quảng cáo thì mình có quảng cáo ở đây, xem vào thì sẽ gọi là chắc ăn hơn thôi. Nhưng mình thì mình nhắm là mình sẽ lấy dư rồi đấy. Lấy dư rồi thì nếu được thì mình lấy luôn cái bóc bên kia. Không biết là trong sự kiện có đánh được thêm cái rồi rồi, ok, có đánh thêm cái Magic Energy Ball như này. Đôi cánh nè, Holy Wheel. Chắc là hồi được win gì đây. Ok, well, mình đoán rằng chúng ta sẽ có người gánh tem ở đây, đó chính là tất nhiên rồi các bạn, đó chính là Năm Chiến Binh. Mình chắc là không cho Năm Chiến Binh ra đầu tiên đâu, mà đó là đội trưởng Năm Chiến Binh. Thì mình không biết là chúng ta có sử dụng được một anh chàng Redemption gì không nha. Redemption không được. Ôi không được rồi. Có Redemption nè, nhưng mà đó là Redemption Ascend nhất. Ascend này không có là làm gì đâu các bạn ạ. Ok, không có thôi. Ta sẽ cho bồi thần đá. Nếu mà thần đá trong đây là 5 sao level 70 là ngon rồi. Ok, và đó là thủ lĩnh clan 4. Đấy, đội hình có vẻ hơi bất ổn các bạn. Nếu mà so ra với đội hình mùa trước có gọi là sự nói chung là nhúng tay của chú rồng Hexer Vampire thì mình còn một chút gì đó kiểu vậy. Nhưng mà đây cấm run hệ là băng mà anh chàng bên kia là vẫn chưa reset run các bạn ạ. Rồi skip đi. Qua đây thì chú rồng gọi là kiểu hai Arcana đâu có xài được. Cấm gọi là yêu cầu chắc nịch phải có hệ đất ở đây. Cấm hệ băng, cấm hệ băng khỏe cho mình, nhưng mình còn hệ nước. Rồi trận đấu đầu tiên ta đánh đòn phủ đầu bên kia thôi nào. Ok, mình cũng gọi là để dành thôi ra cái điểm đánh rương á, để mình có thể lấy những cái rương mới. Mình sẽ chơi đòn khắc chế của bên kia khắc chế mình đó. Thôi vậy thôi, vậy thôi, nên chiến binh đánh từ từ. Nếu mình có nhiều cái gọi là viên bơ mà kiểu cho cứ cho mỗi chú rồng của mình một cái bơ mùa sinh thì nó cũng khỏe, nhưng mà mấy chú rồng level 50 hay level 70 thường của mình thì không có bơ nha các bạn. Không có bơ cho nên là chúng đang phải canh đánh, nhưng mà có nhiều số lượng ngon đấy bạn. Ôi khắc chế vậy, sao lại khắc chế vậy? Rồi ôi rồi ma dịch được tăng sức mạnh đó. Trời, mình thì chú rồng nào ơi, chú rồng bên kia là được tăng 2 tầng sức mạnh các bạn, 2 tầng cấm chế. Trong gọi là run này là phải canh chừng pháp sư KK lá xanh các bạn ạ. 2 tầng cấm chế, sức mạnh tăng cao level 55 mà thể đối chọi với một chú rồng level 70 luôn. Quá khủng khiếp. Lại các bạn này nữa. Có lại mình gọi là bắt nạt bạn này 2 lần nha. Thôi mình skip đi, dù đội hình mình cũng không có mạnh đâu. Ui, này thì làm giá. Hiểu sao mình đánh luôn, vẫn được các bạn. Chú rồng bên kia có skin thì kệ skin, chứ mình không có skin thì chú rồng bên kia cũng không có dùng skin của mình. Mình không biết là cái cơ chế công bằng của The Run City là cái cơ chế này là cái cơ chế là ok nhất đấy các bạn. Nhiều khi là kiểu mà mình vẫn muốn là đánh ở trong kiểu là đánh trong bạn bè á, là cho phát huy hết tất cả công lực của đội hình của người ấy luôn thì đánh nó mới vui. Nhưng mà nhiều lúc mình đánh trên đây thì nó không vui. Nếu mà đối thủ gọi là mạnh như vậy. Đấy, và thật ra là mình cũng lo ngại một ngày nào đấy mà cái cơ chế công bằng này nó kết thúc, kiểu mà thời đại gọi là Buy to Win lên ngôi đấy các bạn. Thì mình rất là lo lắng cái điều đấy nó xảy ra, nhưng mong nó sẽ không bao giờ xảy ra các bạn ạ. Mình không biết được. Đấy, nên là vẫn sẵn sàng là cày đội hình lên mạnh mẽ nếu gặp mà tình huống như vậy. Thì một pha gọi là né tránh như tránh tà đến từ vị trí của gọi là cày chay quân Chorico, né tránh những gọi là chú rồng hung hiểm có skin. Còn giờ thì mình vẫn săn được, mình vẫn đi săn được các bạn ạ. Gì đây, đầu tư vậy, đầu tư gắn bơ quá trời luôn á. Ui gì, toàn là chú rồng hay đất không vậy. Ui vô mánh, vô mánh. Hệ đất đầu tiên là vô mánh các bạn ạ. Vô mánh luôn. Trời, vô đây em ơi. Ui gì, vô đây. Ui gì. Này thì như chưa có gọi là đủ lượng đam nhỉ. Đủ lượng đam thì mình quất luôn, nhưng mà chưa đủ. Ok, giờ quất được rồi.
Mình xin, trời ơi, mình xin. Rồng đớ các bạn nè. Cái gì, rồng đám hả? À, chắc vậy á. Này nè, này nè. Hành tinh xanh. Ủa? Hành tinh xanh? Đó là người ta gọi là bảo vệ hành tinh xanh ở đây, người ta là đội trưởng. Ai giống gọi là nói chung là cái hình bên đây nhỏ, hình đây là to này. Gì không không có ăn thua các bạn, không ăn thua, mình cho gọi là thủ lĩnh clan 4 vào đánh dậy cho nó ăn thua này. Hay đừng xem thường nha, đánh gọi là mấy chú rồng cấp 9, cho dù là cấp 9 nha các bạn, mà lên được cái tầm giai cấp này rồi thì kiểu mà chúng ta có đánh mà chí mạng á, chú rồng mạnh mạnh bên kia cũng đỡ khó đỡ lắm các bạn ạ. Ê ê ê, siêu thanh, siêu thanh, chờ một xí nào. Chú rồng nên chiến binh thì bị một cái là cái skill kia không cơ động được các bạn, phải đợi khi nào chúng ta còn một ít máu thì mới có thể là phát huy công lực của mình được. Rồi làm gì làm đi. Ấy bây giờ mình chơi skill phát huy công lực nha. Công lực tăng cao, sức mạnh tăng cao, 257k. Thì cái công lực của chú rồng mà hai Orcana thì chắc là sẽ hơn đấy. Ôi ôi, đi thôi, lao vào là chỉ có tìm cá chết thôi các bạn ạ. Wow, tính ra mình đánh nhanh nhỉ. Mới đầu run mùa mà chúng ta cũng không bị rơi vào thế hạ phong các bạn ạ. Nhờ vào cái sự đầu tư tài tình, kế hoạch đầu tư quá là hay ho các bạn ạ. Thì may mà mình vẫn đầu tư được năm chiến binh sớm nha các bạn. Mà kiểu mà đầu tư cho rồng Ruby trước thì run này là ngáp. Run này chỉ có ngáp thôi các bạn. Chỉ là cầu cho mấy chú rồng kia lên nhanh đi. Để em cầm đội hình gọi là level 70 toàn rồng thường của em đi qua. Không mấy khó quá thì gắn thêm gọi là bơ hồi sinh. Ok, nhưng run này có vẻ là chúng ta được gọi là năm chiến binh gánh rồi. Thì tại vì mình phải đánh lấy thế chủ động để mình lấy còn lấy cái gọi là cái bơ nữa các bạn. Ui, nhưng mà vẫn có cách khác nha. Nếu bạn nào á, mình rồng kia chí mạng mình không? Mình cũng có chí mạng mà, mình sợ gì? Không lẽ mình chí mạng của chú rồng cấp 10 là sợ chí mạng của rồng cấp 9? Ôi mình sợ quá đi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi đấy. Quả nhiên là không bình thường các bạn ạ. Đấy, nhưng mà mình vẫn có chí mạng khiến cho chú rồng chung là vừa giống cá mà vừa giống tôm bên kia phải rơi vào thế hạ phong. Cá tôm, tôm kè. Đấy, còn hai trận nữa thôi là mình đã có thể là hoành sóc ở cái run này rồi. Thì còn một cái cách nữa, nếu như bạn nào mà rơi vào cái tình huống arena bất lợi thì các bạn cứ hạ cấp xuống và đánh. Và có một đợt mình chắc là mình sẽ làm cái pha cuối nha. Pha này thì mình cứ đánh bình thường thôi. Và các bạn có thể là áp dụng cái chiêu thức đó là thoát ra, mà gọi là vẫn được tính điểm. Không tính rank nhưng mà vẫn được tính điểm, bị trừ rank nhưng vẫn được tính điểm đấy các bạn. Để chúng ta có thể là vừa hạ cúp mà vừa gọi là có thể là dễ dàng đánh. Vì đánh lên cao mà các bạn đánh không được, các bạn trừ cái lượt đi á, thì chỉ hại cái sự kiện thôi nha các bạn. Nếu mà đã không đó rồi thì chúng ta nhất quyết ở dưới chúng ta đánh cho gọi là nắm chắc phần đi. Sau đó nếu đội hình mình có thấy cảm thấy là mạnh mạnh tí xíu cuối mùa rồi đánh. Cuối mùa đánh dễ hơn nhiều nha các bạn. Đấy, còn đầu mùa chúng ta cũng đừng có gọi là ý y mà chờ đợi. Ta cứ hành động thôi các bạn ạ. Vì mục đích cuối cùng thì vẫn là lấy cái sự kiện đó. Đấy, đây thì mình sẽ đánh xong cái trận này rồi mình sẽ gọi là làm ở cái quan sát của ơi. Bộ chú rồng siêu nhân khủng long này mà khiến cho rồng mình ảm đạm thanh sắc hết luôn á. Cũng là hệ này đầu tiên thôi mà. Siêu nhân khủng long thì cũng có nhiều dạng siêu nhân khủng long, kiểu mà khủng long sấm sét rồi xuyên khủng long kia rồi xuyên khủng long này, thì kiểu vậy các bạn. Rồi và mình sẽ thử xem cách này còn sai được không. Hình như là run này là sự trỗi dậy của hai voi Eternal rồi. Hai voi Eternal á. Ôi thôi, mình nghĩ là mình đánh được hai chú rồng kia. Đây rồi. Không biết là mình lâu rồi mình chưa xài lại cái cách đó thì không biết là còn xài được không. Và mình nghĩ là mình phải canh chuẩn tí xíu các bạn ạ. Đấy. Thì nói chung là các bạn xem video của mình là các bạn không thiệt thòi đâu. Cái bí kíp hay là cái gì đấy, phân tích sự kiện hay là
về những thông tin mới, về hướng đi của rồng, về cái hướng tham gia sự kiện, hay là những cái mẹo, những cái gọi là gì đó bổ ích thì mình đều gọi là tranh thủ truyền đạt các bạn. Mặc dù thông qua video của mình gọi là vừa dài mà nó gọi là vừa hài hước thì chúng ta cũng sẽ không có gọi là không có chịu thiệt thòi đâu các bạn nha. Lấy nào, hứi khăm nãy đèn máu lên. Thật ra chưa có gọi là hạ gục cái rồng kia đâu, mình là làm gọi là nó chậm chậm cho các bạn thấy rung rung thôi. Ok, giờ là rung thiệt nè. Thì bên đây mình sẽ hạ sát bằng một chiêu đòn sát thủ đây nha. Mình sẽ để x1 các bạn. Nói chung lâu rồi chưa có làm, mình để x1 thôi chứ mà làm kia không được là. Ok các bạn, để cái màn hình này đợi cho khói lao lên các bạn. Ok. Rồi, vậy thì đó, vẫn được nha các bạn. Thì cái này mình có làm, có giải thích rất là kỹ trong một cái video ở bên kênh là Quân Torico New rồi. Các bạn có thể là qua bên đấy xem là biết làm luôn nha các bạn. Thì mình cũng làm được x2 và x3, nhưng mà phải cho mình thời gian, mình gọi là kiểu mình làm quen thì ok hết các bạn ạ, ta canh được. Thì ở đây á, là mình có thể là chờ khi mà cái phát cuối cùng á, các bạn đánh lên, khói nó bốc lên, mà lúc nó đang tỏa ra các bạn, nó sẽ có một khoảng thời gian để các bạn thoát ra. Và khi đấy thì các bạn có thể lấy được là ba cái hiệu này với lại là trừ 15 cúp. Thì để chúng ta gọi là vừa hạ cúp mà vừa có huy hiệu này, các bạn có thể là không cần phải đánh lên rank khó, mà các bạn có thể là vừa đã hạ xuống rank kết hợp là hạ thua liền luôn, giống như là vào rồi nhấn dấu x ra là để hạ rank xuống, rồi những cái trận đánh dễ dễ rồi các bạn vào, các bạn gọi là dùng cách này để có điểm mà rank nó vẫn hạ. Nhiều lúc mà các bạn gọi là win thì vẫn có điểm, mà rank nó lên thì kết hợp vừa lên vừa xuống nên nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đấy, đội hình thì nếu mà thành công thì đội hình không có bị hồi nha. Đấy, đội hình nó không phải chờ hồi, các bạn có thể làm được các cách này nhiều lần, các bạn canh lần nào cũng chuẩn. Đấy, thì đấy, có thể tham gia sự kiện và lấy cái rương này áp dụng hiện tại nha. Nói chung là hiện tại vẫn áp dụng được rất là ngon lành, rất là lâu rồi. Các bạn cứ gọi là áp dụng như các bạn. Đấy, còn mai mốt mà có gọi là gì đấy các bạn nghi ngờ là bị phích lại thì các bạn cứ gọi là tham khảo, cứ thử nhiều lần, cứ thử xem hỏi các bạn khác, rồi thấy mà kiểu mà có một cái điểm gì đấy mà nghi ngờ chắc chắn thì các bạn có thể là nhắn cho mình để mình test lại cách này nha. Đấy, ok, giờ thì bảo đảm là vẫn còn xài được nha các bạn. Đấy, trời ơi, để lấy cái này thì không bỏ qua được đâu các bạn nè. Đó, ok, chúng ta đã rất là hài lòng chưa? Nếu các bạn hài lòng rồi thì còn không là ủng hộ mình là một like, một đăng ký kênh đi. Ui dì. Đấy, ủng hộ cho nữ đệ tử của mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhờ sự ủng hộ của bạn thì mình mới có ngày hôm nay, và mình mới có một hành trình series ý nghĩa như vậy, và cũng đã trải qua muôn vàn thử thách. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua cái thử thách sắp đến phía trước mang tên cập nhật mới căng thẳng, các bạn đầy căng thẳng đấy. Ok, một video của mình đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.